Rồi nè mọi người ơi, đây là chồng mình nấu nè. À, tại vì hôm nay quay cái máy bự đó, mình không có biết quay cái máy này, cho nên là chồng mình tự quay luôn, và chồng mình tự nấu luôn, cho nên là không có ai thấy mặt chồng mình. Đây là chồng mình nói là mình bệnh đó, cho nên là nấu cháo gà kiểu Việt Nam cho mình ăn, cho nó giống như tóp cái mồ hôi á mọi người. Tại mình không có muốn ăn bệnh đó, cho nên là ăn cái gì cũng không ngon hết trơn á. Là chồng mình chuẩn bị cái món này nè. À, rồi bây giờ đã sắp chín rồi đó mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Bóc ca rồi đó mọi người ơi. Đây là đã xong rồi nè. Bây giờ là mình sáng về ăn luôn rồi chứ không có làm gỏi mọi người. Bóc ca. Đây còn một cháo. Cháo này mình gắt một xíu tiêu lên cho nó thơm. Đây là để mình xé gà. Đây, có chân đỏ không? Nóng nha. Có chân đỏ đó. Nóng. Cho gà chút xíu mày. Ờ, đặt chút con để con. Không, để mẹ mày xé gà. Để mày xé gà. Giờ phẫu thuật. Ok, nụ cười à. Sao mà đeo vô không được. Nó cà dính vậy trời. Appa help à. Để mẹ làm cho. Appa lúc này sao làm bác sĩ đó. Đeo một tay không xong nữa. Bác sĩ. Đó. Giờ đây mới xé. Đây là bác à. Bác để có rồi thì gặp đó. Con ăn nào, con ăn này nha. Hay là con ăn đùi. Y con rồi. Ăn đùi nha. Cho chơi quanh cái đùi. Để nóng. Đấy là mọi người ơi. Làm sao để ăn đây ta? Sao ăn được đây? Phải cho cô. Để mẹ để cho này cho con nè. Nè. Để cháo đây. Nè. Con ăn cái đùi trước đi. Ừ. Nóng coi chừng nóng hả con? Ăn chưa. Nóng không? Ăn chưa rồi. Ừ, không nóng. Con nói tiếng Việt. Không thể. Ô. Thầy cảm ơn con. Cái mà sao? Con gà xé hai cái đùi cái là nhìn ra ổ nhôm. Oxi. Ngon quá. Ngon quá. Oxi. Coi chừng nha. Coi chừng nóng đó. Ăn nóng nha, để mẹ xé ra một lần nữa cho con ăn nha. Nha, ăn được không? Hay là mẹ để mẹ xé ra nữa nha. Xé ra cho con nha. Xé ăn gì nha. Ôi da, ôi. Nóng. Nè, con cả cẩm này nè, cả cẩm này nè Bi. Nè, đó. Ăn đại đi, hồi mẹ chùi tay cho. Ê, có làm như trên một á. Ừ, con ăn hết, con ăn. Nó thầm một con. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Cô kia chưa ra quả. Ừ. Con ăn nó xong rồi ăn cháo nha. Bố lắm mọi người à. Để bỏ sao. Tình cảm chị không nổi luôn á. Chị chung á. Đó, sao anh đi vô rồi đó mọi người. Ra ăn có một chút xíu rồi đi vô rồi. Làm như là nhớ mọi người, nhớ cô chú hay sao á. Ra định chào cái, nhìn cái rồi cái đi vô. Còn giờ chỉ có hai chồng ăn thôi. Sao anh chiều là giống như trước khi quay là phải ăn. Đi học về là phải ăn rồi đó mọi người. Rồi cái tối là ăn thêm nữa thôi chứ không, thật ra là không có đói. Nếu mà che quên mà đói á, là cho ăn á, là ăn ngồi ăn rất là ngon miệng luôn chứ không có ăn ít gì đâu. Tại vì giống như đi học về là 5 giờ rồi đó, về rồi là mình phải cho ăn rồi. Thì mình tối rồi chồng mình đợi chồng mình về ăn cơm nữa thì nó muộn lắm, che quên nó đói. Cho nên là đi học về là phải cho ăn trước. Cho ăn cơm hay này kia trước.
Bởi vì tối là quay là cha quên đã no rồi. Chứ mà cái nết cha quên ăn thì cưng lắm, thích giống như ăn ăn cái gì cũng ăn được hết trơn. Mấy ngày nay á, thời tiết trong nhà nóng luôn á mọi người. Hiện tại là hơn 20 độ rồi. Nó lạnh mà tự nhiên nóng cái bất thường. Trong nhà nóng luôn, ở ngoài thì mát. Cái này mình làm gỏi nữa thì ngon ha. Tại mình bệnh cho nên là không có làm gỏi. Chồng mình chỉ nấu được vậy thôi à. Ê bùa, tôi chắc sợ. Cảm ơn các xin mời ta. Ừ, bệnh đáng lý ra là phải nấu cháo thịt bò bằm ha, bỏ tiêu nhiều nhiều vô ăn, nhưng mà thôi để ăn thịt gà đi, chồng mình nấu thịt gà. Còn mỗi lần bệnh á, chồng mình cũng hay đi mua chăm bóc và nấu cháo, mà mình không có thích ăn cái cháo chăm bào ngư, mình không có thích ăn cháo bào ngư nên là giờ không có nấu cháo bào ngư nữa, chứ ở hàng mà ai mà bệnh là chạy đi mua cháo bào ngư đó. Soju 가 있으면 제대로인데. Nãy rượu 너무 안 먹었어. 지금 몇 달 동안 술 안 먹었잖아. 그렇지. 자기 술 마지막 먹어 언제? 베트남. 그러나? 응, 베트남 마지막이야. 저 mình nói mấy tháng này, mấy tháng rồi chưa có uống rượu. Cái này muốn rượu là mồi rượu nhậu là ngon. 술도 안 먹었어. Uống rượu từ lúc về Việt Nam qua tới giờ đó mọi người. Giống như là qua đây được 2 tháng hả ta? Hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng rồi mà chưa uống lại lần nào. Nghe mượn không? Nè là. Nè. 맥주 조금 먹어. 아, 씨. 아, 씨. 노래 불러다가 자. tại vì chồng mình nói ủa sao mà Việt Nam có cái cầm cái kiểu này không, giống như vừa cầm đũa mà vừa cầm cái này á, thì mình có một cái clip á, là có một chị hay là một anh gì mình không có nhớ, là nói mà ăn mà ăn cầm cầm cái kiểu này nè, giống như cầm muỗng thì cầm muỗng, cầm đũa thì cầm đũa, sao cầm vậy coi làm như mất lịch sự á. Nhưng mà thật ra là ở Hàn Quốc người ta cầm vậy á mọi người, ở Hàn Quốc người ta cầm vậy là chuyện bình thường. Giống như mình sống ở bên đây thì thường thường người ta nói là nhập gia thì phải tùy tục, thì mình cũng quen, đôi lúc là mình cũng cầm vậy luôn, là cái giống như cái văn hóa của người ta vậy đó, là nó cũng bình thường, không có gì hết á. Nhưng mà người Việt Nam mình thì thấy nó làm như chắc nó không có tốt, phản cảm hay sao. Nghe bên đây thấy bình thường, có nhiều giống như là mỗi văn hóa mỗi khác, cho nên là mọi người coi clip nhiều cái thấy nó ngộ ngộ, nhiều người cũng hay vô nói hoặc là chửi luôn á. Và đặc biệt nữa, người Hàn là ăn canh á, hút gột gột luôn, cái đó là bình thường, không có phải là mất lịch sự hay này kia. Ăn canh cầm chén cầm tô lên hút gột gột, tô canh là phải cầm lên. Mỗi lần mà ăn khi ăn cơm hết còn miếng canh á, đem bưng cái tô viên cái tô bự lên hút gột gột luôn. Đó là giống như người ta ăn vậy cho nó ngon miệng á mọi người. Chứ người ta mời mình ăn mà mình ăn từ từ, cái người ta nói mình ăn không ngon hay sao, không á, người ta không có thích. Cho dù á, đi đến Hàn Quốc ha, ví dụ người ta mời mình ăn cái món đó mà cho dù mình không có ngon, mình cũng phải nói ồ ngon quá, mình sẽ ăn rất là ngon miệng. Đó, trước khi ăn là nói một câu đó, mình sẽ ăn rất là ngon miệng, giống như hồi nãy mình nói với chồng mình á, tại chồng mình nấu cho mình ăn. Thì giống như mình ăn rồi phải ăn ngộn ngộn rồi phải ăn ngon, kiểu như người Hàn ha. Chứ mà ăn từ từ, người ta kêu ăn như mèo liếm á, mèo hửi á, cái đó là người ta nói mình ăn không có ngon miệng, người ta không có thích, người ta không có vui. Xong rồi mình ăn xong rồi á,
cái mình nói là mình cảm ơn là mình đã ăn rất là ngon miệng rồi. Đó là người Hàn rất là thích. Là cái giống như là cái văn hóa người ta vậy đó, người ta thích cái kiểu vậy. À, người Việt Nam mình thì thường thường là không có dùng ha. Giống như người ta mời mình thì mình ăn thôi, với đặc biệt là gấp nè. Đó, gấp tại mình cũng còn là Việt Nam cho nên mình cũng hay gấp cho chồng mình thôi, chứ mà má chồng hay là người lạ là mình không, tự nhiên là không có gấp nha. Cho dù mà đũa mình hay là mình lấy đũa mới chăng nữa, người Việt Nam mình là giống như lịch sự cái là đổi đầu đũa, đổi đũa gấp. Nhưng mà ở hàng thì không có gấp. Ở hàng thì không có gấp cho người khác, tự người ta ăn là ta ăn à. Mời một lần ăn cơm không ăn thôi, chứ người ta không có ăn đi cái kiểu miền Tây á, là thân thiện á, là mời phải mời đãi này kia. Nhưng mà ở hàng thì không, người ta không có thích ăn món đó là cũng không có gấp nữa, chứ mà gấp đưa người ta quay người ta ghét đó. Chục thủy sao? Ừ, thơm mà không? Ừ. Chúc cả. Ừ, một mổ muốn thật nào. À, ý gương là chơi cơ. Ừ. Chơi ngon đó. Ừ, chơi chơi. À, thật tốt lắm đấy. Bây giờ, tại cái chén này treo anh chưa ăn mọi người, mình tính múc cái mới mà nó chồng mình nói thôi để ăn cái chén treo bên này, khỏi đi mất công ra ngoài ngồi luôn. Ăn kiểu Việt Nam đó. ăn canh cũng ăn cháo cũng ăn đũa luôn. Ừ. 오늘 죽 되게 맛있다. 오래 끓여 가지고. 응? 오래 끓어서 오늘 죽 되게 맛있어. 농아. 너 nấu từ khang luôn. Rồi hôm nay qua đến đây thôi mọi người ơi. À, nếu thấy thích kênh của mình thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. Tiếp theo.